hiền. Leo leo. Tụng lặng chúng. Yeah. When we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. Giới thiệu mình là Bùi Tấn Trường, là thủ môn của đội tuyển Việt Nam. Mình muốn ủng hộ phần công sức nào đó của mình để giúp đỡ cho những người gặp thiên tai. Và mình mong những người có lòng hảo tâm, chúng ta cùng chung tay góp sức để giúp những đồng bào đang gặp thiên tai đấy. Và mong mọi người hãy yêu thương, đùm bọc lẫn nhau cho những người Việt Nam của mình. In this world is not so good and we must change. And so this is a good example. Thank you, congratulations. And I hope you have very, very success and you get many, many, many money to give to the poor people. Thank you. Là một cầu thủ bóng đá thì các cái cầu thủ của chúng ta ngoài cái việc chuyên môn còn phải có một cái ý thức chính trị, xã hội. Thay mặt cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam xin cảm ơn các bạn, cảm ơn các sĩ, cảm ơn tất cả đã cùng với Liên đoàn đồng hành cùng với Liên đoàn đá Việt Nam cùng với đội tuyển quốc gia để tổ chức lên cái sự kiện này. Để tôi cũng mong rằng là tất cả những ai có cảm tình với giải bóng đá Việt Nam và rộng hơn nữa là có tấm lòng sẻ chia đối với những cái sự đau thương mất mát của đồng bào miền Trung sẽ cùng chung tay góp sức, và tôi hy vọng rằng cái cuộc vận động của chúng ta sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp nhất. Ủng hộ miền Trung, ủng hộ trái tim yêu thương.